xin chào tất cả các bác, các cô chú anh chị. Và em là Đạt Sĩ Hộ, và ngày hôm nay thì em xin gửi tới tất cả cô chú anh chị đầu tiên là lời chúc sức khỏe và lời chào yêu thương nhất. Chúc tất cả cô chú anh chị một ngày mới hạnh phúc và tuyệt vời. Và ngay lúc này thì trên tay em đang cầm một cái sản phẩm mới ra của công ty em, đó là một sản phẩm tinh dầu chống chuột. Đây là một sản phẩm mà nếu tất cả cô chú anh chị mà đang sử dụng sản phẩm, đó là ô tô, đang đi ô tô, đang lái những chiếc xe ô tô, sở hữu những chiếc xe ô tô thật là yêu thương, và chúng ta luôn gọi là người vợ thứ hai của mình ấy, thì đây là một sản phẩm mà giúp cho tất cả cô chú anh chị và các bác phòng chống và tránh xa được các bác, các cụ chuột của chúng ta thường hay làm tổ ở trong khoang máy và trong những cái nơi góc khuất của xe hơi, và cắn những cái dây điện cũng như là làm hỏng, làm xấu đi cái xe của mình và làm cho cái xe của mình trở nên nó không an toàn nữa. Vậy cái sản phẩm này nó sử dụng nào và công dụng như thế nào thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm của bên em. Thì như chúng ta có thể thấy rằng đây, các bác có thể thấy một dạng xịt và một dạng treo. Thì đây là hai cái sản phẩm mà đã được thử nghiệm và có xuất hiện trên thị trường 4 năm nay rồi, và được tất cả các đại lý salon ô tô tin tưởng và sử dụng. Và mới đây nhất thì em đã sản xuất một loạt và đại trà và cung ứng ra thị trường rất là nhiều, dành cho số lượng lớn tất cả các salon, xỉ cho các salon để cung cấp ra thị trường và tặng thêm cho các bác khi mà mua ô tô tại salon nhà em chẳng hạn đó. Những cái sản phẩm này là có một dạng xịt và một dạng treo. Thì cái dạng xịt này thì các bác sử dụng như thế nào? Các bác xịt mở cốp cabo lên, các bác xịt vào các khoang máy và xịt vào những cái hốc, những cái ngách mà chuột hay trú ẩn trong chiếc xe của mình, và xịt vào cửa gió điều hòa. Thì nó có tác dụng, đó là nó có thành phần đó là tinh dầu thông đỏ cũng như là tinh dầu bạc hà và tinh dầu long não. Thì đây là những cái mùi mà thực sự nó rất, các cụ chuột của chúng ta rất là ghét, và khi ngửi thấy cái mùi này ấy, cái tinh dầu này, dạng xịt này nó bám rất là lâu trên máy và các cửa gió điều hòa, những cái nơi mà chúng ta xịt vào trên ô tô, và các cụ chuột ta rất vô cùng là kỵ những cái mùi này, và khi ngửi thấy cái mùi này ấy hoàn toàn là tránh xa, không bao giờ dám bén bảng tới những cái vị trí chúng ta xịt đó. Còn cái dạng treo này thì khi các bác sử dụng thì các bác mở cái lắp này ra, và đây các bác mở cái lắp này ra và các bác bóc đây, các bác bóc có một cái màng nhôm, các bác bóc cái màng nhôm ra đấy, như em đây là cái tinh dầu bạc hà rất là thơm đấy. Đây bóc cái màng nhôm ra và các bác lại đậy lại này, đây các bác đậy lại và các bác treo vào phần tắc lô hoặc treo vào phần máy. Thì có rất là nhiều bác khi sử dụng cái sản phẩm của bên em mà bảo rằng là khi mà để trong cái máy đấy, buộc vào trong máy đấy thì nó có chạy, nó có chịu được nhiệt không. Thì xin thưa với các bác luôn là cái sản phẩm này là thủy tinh nhưng mà chịu được nhiệt khoảng 200 độ C và chống va đập, cho nên là hoàn toàn các bác chỉ cần cột chắc vào phần ở trong hốc nắp máy và trên nắp và ở trên phần tắp lô là ok, hoàn toàn không sợ va đập, và các bác va đập mạnh cũng chả làm sao cả, nhiệt độ cao 200 độ C cũng chả sao cả đó, rất là an toàn. Và mùi hương thì có mùi hương long não, mùi hương tinh dầu bạc hà và mùi hương tinh dầu thông đỏ, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Thì cái sản phẩm này ấy thì khi mua ngày hôm nay thì đặt hàng ngày hôm nay thì các bác sẽ, ngoài cái bộ sản phẩm này ra, đây là một bộ này, một bộ xịt và một bộ treo này đấy, thì em sẽ tặng cho thêm cho các bác một cái lọ treo này nữa. Bình thường ấy thì cái sản phẩm này, lọ xịt và lọ treo này thì chúng ta sẽ chống được những cái cụ chuột của chúng ta nó khoảng rơi vào 6 tháng đến 9 tháng xe đi ít hay xe đi nhiều. Nếu mà xe các bác đi nhiều, vận chuyển nhiều, đi nhiều ấy thì sẽ sử dụng khoảng được 6 tháng đấy, và chúng ta sẽ mua lọ mới và chúng ta treo lên. Còn nếu các bác mà đi ít ấy thì khoảng được 9 tháng. Thì ngày hôm nay thì em sẽ tặng thêm cho các bác một lọ treo nữa để gia tăng cái thời gian sử dụng lên. Đây, hai lọ treo ở trong khoang máy và treo ở ngay táp lô xe. Đó. Thì với giá thành thì
niêm yết trên toàn hệ thống rồi. Giá lẻ đó là 550.000, còn nếu mà các bác salon muốn nhập giá buôn bán giá sỉ ấy thì hoàn toàn hãy liên hệ tới số điện thoại hiện trên màn hình, thì em sẽ cung cấp cho các bác salon cái giá nó hợp lý nhất và thống nhất trên toàn hệ thống rồi, nhưng các bác yên tâm về giá và chất lượng. Khi mà các bác, các cô chú anh chị và các bác nhận hàng ấy thì em sẽ gửi qua đường bưu điện, nếu đối với các bác ở xa đó, các bác nhận hàng kiểm hàng rồi và gửi lại tiền cho bưu tá thì và sử dụng thôi. Nếu các bác có bất kỳ một cái phản hồi nào góp ý, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại hiện trên màn hình, em sẽ tư vấn hỗ trợ các bác liên tục 24/24 giờ. Và cam kết rằng nếu mà các bác chỉ cần không vừa ý, không hài lòng thôi ấy, thì em sẽ hoàn tiền gấp đôi đấy. Đây là một lời cam kết với các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video này và chúc các bác thượng lộ bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô, chú, anh chị và các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.